Cô chào các con, chúng ta lại gặp nhau sau khi các con đã trải qua một tuần học phân môn tập làm văn do các thầy cô giảng dạy. Trước khi bước vào học bài mới, các con nhớ làm bài tập cũng như phần luyện tập của thầy cô đã cho. Các con nhớ ghi chép bài đầy đủ và vở bài học, nội dung của bài học mà thầy cô đã dạy qua kênh trực tuyến nhé. Các con thân mến! Ở học kỳ 1, chúng ta đã được học hai bài thơ của Bác Hồ, đó là bài Cảnh Khuya và Rằm Tháng Giêng. Thông qua hai bài thơ, ta thấy được trong con người của Bác luôn song hành hai tâm hồn, thi sĩ và chiến sĩ tài ba lỗi lạc. Hơn thế nữa, Bác Hồ còn là một vị lãnh tụ rất gần gũi và giản dị trong đời thường. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: "Nhà gác đơn sơ một góc vườn, gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn, giường mây chiếu cói, đơn chăn gối, tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn." Để hiểu hơn về đức tính đó của người, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ, đoạn văn nghị luận của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc, người gần gũi nhiều năm đối với Bác. Bây giờ, các con hãy mở sách giáo khoa trang 54 ra để chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất, đó là đọc tìm hiểu chú thích. Ở phần này, cô sẽ giới thiệu các con về tác giả và tác phẩm. Tác giả Phạm Văn Đồng, sinh năm 1906, mất năm 2000. Ông là nhà cách mạng nổi tiếng và là nhà văn hóa lớn. Ông từng là thủ tướng trên 30 năm. Các con nhớ xem ở trong sách giáo khoa trang 54 nhé. Hai là tác phẩm, xuất xứ trích từ bài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại, diễn văn trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1970. Về phương thức biểu đạt, văn bản, nghị luận, chứng minh cộng bình luận và biểu cảm. Các con nhớ tìm hiểu thêm các từ ngữ khó ở trong sách giáo khoa trang 54. Tiếp theo, chúng ta bước sang phần thứ hai, đó là phần đọc hiểu văn bản. Các con thân mến, bài văn này có bố cục không đầy đủ các phần trong bố cục thông thường của một bài văn nghị luận hoàn chỉnh. Vì vậy, văn bản được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến thanh bạch tuyệt đẹp. Phần thứ hai, từ con người của Bác cho đến hết. Bây giờ, các con nghe cô đọc phần đầu của văn bản. Đức tính giản dị của Bác Hồ. Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch. Rất lạ lùng, rất kỳ diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra, ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng. Tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp. Các con nhớ đọc hết văn bản để thấy rõ cách trình bày các luận điểm chính trong bài văn. Như vậy, sau khi đọc xong phần thứ nhất, ta thấy nội dung chính của phần 1 là nhận định chung về đức tính giản dị của Bác Hồ. Đây cũng chính là luận điểm chính của bài văn, được thể hiện qua câu văn rất lạ lùng, rất diệu kỳ. 60 năm cuộc đời sóng gió, Bác vẫn giữ nguyên phẩm chất trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp. Ngay phần mở đầu, tác giả đã nêu lên nhận xét giữa cuộc đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị. Đây là sự đối lập rất rõ trong con người của Bác. Ý thứ hai là khẳng định, thể hiện rõ tình cảm, kính yêu, khâm phục của tác giả đối với Bác Hồ. Người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp. Tác giả đã sử dụng những mỹ từ trang trọng để nói về đức tính của Bác. Tính từ thanh bạch thể hiện chính xác đức tính. Tính từ đó bao gồm cả trong sáng và tuyệt đẹp. Nếp sống thanh bạch của Bác Hồ là nếp sống của một vị lãnh tụ cách mạng. Chân chính,
suốt đời cống hiến, hy sinh cho đất nước và dân tộc. Đây cũng chính là ca ngợi đức tính giản dị của Bác. Các con thân mến, để làm sáng tỏ luận điểm trên, tác giả đã đưa ra luận cứ hết sức chặt chẽ và thuyết phục, đó là những lý lẽ và dẫn chứng nhằm chứng minh sự giản dị của Bác. Đầu tiên là sự giản dị của Bác trong lối sống. Trong tác phong sinh hoạt hiếm có ai như Bác, sự giản dị của người được thể hiện qua bữa cơm, Bác ăn uống hết sức đạm bạc. Bữa cơm chỉ có vài ba món, khi ăn không để rơi vãi hột nào. Ăn xong, Bác sắp xếp gọn gàng, tươm tất. Từ những việc làm nhỏ ấy đã nói lên được tấm lòng cao cả của Bác đối với người nông dân, người phục vụ cho Bác. Cái nhà Bác ở, cái nhà sàn chỉ vỏn vẹn vài ba phòng, luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương hoa, rõ ràng một đời sống thanh bạch và tao nhã biết bao. Không những thế, phong thái làm việc của Bác cũng rất giản dị. Bác suốt đời làm việc, việc lớn như cứu nước, cứu dân, đến việc nhỏ, trồng cây, viết thư. Bác là một vị chủ tịch, nhưng các con thấy không, từ những việc rất lớn cho đến việc rất nhỏ đều tự tay Bác làm. Bác không nhờ người giúp việc, vì thế người phục vụ của Bác rất ít. Còn trong mối quan hệ với mọi người, Bác luôn yêu thương và trân trọng họ. Bác đặt tên cho các đồng chí, cho người phục vụ với tên gọi vô cùng ý nghĩa: Trường, Kỳ, Tự, Lực, Kháng Chiến, Nhất Định, Thành Công. Qua phần tìm hiểu trên, chúng ta thấy tác giả là người rất gần gũi với Bác. Ông đã sử dụng phép liệt kê với những dẫn chứng xác thực, gần gũi và sâu sắc khi nói về sự giản dị của Bác trong lối sống. Qua đó, ta có thể khẳng định đời sống của Bác giản dị và phong phú. Các con thân mến, yêu Bác, hiểu về Bác, tác giả còn chứng minh Bác Hồ còn giản dị trong cách nói và viết. Những câu nói của Bác vô cùng ngắn gọn nhưng ý nghĩa và sâu sắc. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Đây là những câu nói cô đọng, hàm xúc, dễ nhớ, dễ thuộc. Bác đã dùng cách nói giản dị, dễ hiểu nhất để nhân dân có thể làm theo. Như vậy, lý do vì sao Bác lại sống giản dị được như thế? Chắc chắn chúng ta đã nhận ra đức tính giản dị của Bác được hình thành từ trong cốt cách, nhân phẩm của người và được tôi luyện qua chiến tranh. Có thể nói, sự giản dị của Bác thực sự là một cuộc sống văn minh, đó là một lối sống phong phú, cao đẹp về tinh thần, tình cảm, không màng đến hưởng thụ vật chất. Các con à, nhà thơ Tố Hữu đã từng viết trong bài thơ Theo Chân Bác: Như đỉnh non cao tự giấu mình, trong rừng xanh lá ghét hư vinh, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Sau đây, cô mời các con xem một số hình ảnh của Bác trong cuộc sống đời thường cũng như khi ra trận đánh giặc cứu nước. Để hiểu và cảm nhận cũng như trân quý những phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ, bài học hôm nay các con nhớ học kỹ phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 55. Các con thân mến, sau mỗi bài học chúng ta đều có phần luyện tập. Bài tập hôm nay, các con nhớ làm bài tập số 1 và 2 ở sách giáo khoa trang 55 và 56. Các con làm vào vở bài tập cả hai bài. Tuần sau, chúng ta đến trường và đi học lại rồi, các con nghe cô dặn dò. Kiểm tra lại tập bài học đã ghi đủ, bài thầy cô dạy trực tuyến. Thứ hai, bài tập thầy cô cho các con nhớ hoàn thành, nếu thiếu thì bổ sung.
Các con à, bài học đến đây đã kết thúc. Cô chúc các con luôn vui khỏe, chuẩn bị tốt những điều thầy cô đã dặn để tuần sau chúng ta sẽ trở lại trường, tiếp tục chương trình học tập. Nghe các con.